Xin chào cả nhà mình. Con như một cục để nó đi xíu gì như chiên da em chào chị Hồ Quỳnh, em chào cả nhà mình nha, em chào cả nhà mình. Rồi, tối nay lên sớm, tối nay lên đồ sale nha các chị ơi. Tối nay em lên chủ yếu hàng sale cho mấy chị. Rồi nó cũng bị tối. Bọn em mặc là bộ cách tông nha các chị ơi, bọn em mặc là bộ cách tông bông nha. Cái này em còn được có vài bộ à. Rồi 20 cái tầm khoảng hai mấy 30 bộ. Mà nó còn ít họa tiết, nó còn không có đủ size. Bộ này sale luôn nha các chị đẹp nhà em ơi, xả kho. Em sale cho các chị 100.000 bộ luôn. Bộ em đang mặc sale cho cả nhà mình 100.000 luôn nha. Em đang mặc là mã nhí đỏ các chị. Chỗ em mã này mã nhí đỏ đi các chị đẹp nhà em, rất là đẹp luôn. Bộ cắt tân bông. Chỗ em mã này mã nhí đỏ nha các chị đẹp nhà em, nhí đỏ à. Cổ vuông tim, rất là đẹp luôn các chị. Rồi em lên họa tiết cho các chị mình nha. Bộ em mặc là sale cho các chị giá 100.000, chất liệu vải thun nha các chị ơi, coi giãn 4 chiều giúp em. Rồi bộ này cả nhà chốt giúp giùm em là mã họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ này em còn được size số 4 với lại là size 5. Size 4 với lại là size 5 nha cả nhà. Chốt em bộ này là họa tiết đỏ nha, họa tiết đỏ em còn được size 4 với size 5. Chốt em bộ này họa tiết đỏ, rất là đẹp luôn các chị. Rồi bộ này chốt em mã đỏ đô. Lên giúp em mã này mã đỏ đô các chị, đỏ đô à. Đỏ đô em còn được size 4 thôi các chị nha. Đỏ đô em còn được size 4 thì em sale cho mấy chị còn 100.000 luôn. Chỗ em bộ này là bộ nhí hồng. Nhí hồng em còn được size số 3. Cái này là size 3 hay biết. Rồi em còn được size 3, size 4 và size 5 cho các chị luôn nha. 4 à. Mình quên vô đây mà mình để cái kia không hả? Dẫn nó xích được. Chiều ai điện cho em quá trời luôn Nguyên. Thấy ba bốn cuộc có máy em à. Máy em gọi qua hả? Họa tiết đỏ. Ok, để em chốt đơn nha cả nhà. Họa tiết đỏ size số 5 em chốt cho chị Trang Hè. Là em hết họa tiết đỏ size 5 chị Tài Thành ơi. Họa tiết đỏ cao 1m57 mặt 61kg là size 3. Mà họa tiết đỏ em hết size 3 rồi chị Thúy Linh ơi, họa tiết đỏ em còn size 4 nha chị. Họa tiết đỏ em còn size 4. Mình lấy bộ nhí hồng này đi, bộ nhí hồng này đẹp nè. Lên giúp em mã này mã nhí hồng cái chị, nhí hồng em còn được size số 3, size số 4 và size số 5, 100.000 nha các chị. Lên giúp em mã này là mã nhí hồng các chị. Chốt em mã nhí hồng nha, rất là đẹp luôn nhí hồng. Nhí hồng em còn được size 3, size 4 và size 5. Rồi xanh đen. Xanh đen em còn được size 2,
C4. 2 với 4 hả các chị? Xanh đen em còn được size 2 với size 4 nha. Xanh đen em còn được size 2 với size 4. Cháu em mã xanh đen ạ. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã hoa nhí. Hoa nhí các chị. Hoa nhí em còn được size số 2. Có size số 2 không mà còn được một bộ. 23. Hoa nhí em còn được size 2 với size 3 các chị đẹp chốt em mã hoa nhí. Hoa nhí còn được size 2 với size 3. Rồi chốt em mã này nha các chị ơi. Cái này các chị lên giúp giùm em mã vàng nâu. Lên giúp giùm em là vàng nâu các chị, vàng nâu. Vàng nâu giúp em nha, vàng nâu. Vàng nâu là em còn được size 2, size 3 và size 5. Bộ này cũng đẹp nữa nè các chị. Vàng nâu em còn được 2, 3, 5. Các chị đẹp chốt em vàng nâu. Caro. Caro em còn được size số 2 không à? 2, 3 à. Caro em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em mã caro. Caro em còn được size 2 với size 3. Cái này bộ này nhiều dữ ta. Vàng nâu size số 2 cho chị Ngọc Bích. Vàng nâu 2 cho chị Ngọc Bích là em hết vàng nâu 2. Vàng nâu 5 em chốt cho chị Đinh Dung Đinh. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là mã sọc các chị, sọc xanh. Sọc xanh hiện tại là em còn được size 1 với size 2. Chị Tuyết Nhung ngày 8 tháng 12 gọi không có bắt máy, em không có gửi đơn chị. Em thấy chị có một đơn ngày 8 tháng 12 gọi không có bắt máy nha. Em không biết phải đơn đó hay không. Lên với em mã này mã sọc xanh nha các chị, sọc xanh em còn được size 1 với size 2, hoa nhí size 2 trước khi chị Ngọc Bích. Dạ cảm ơn chị Thiên Út rất là nhiều. Đợi lô mới đi chị và ba, bay tới Tết em còn được lô nữa. Ấy họa tiết đỏ còn được size 2 nè. Họa tiết đỏ em còn được size 2 với size 4 nè các chị. Họa tiết đỏ em còn được bộ size 2 nữa. Nhà size 4 lại chốt, chưa chốt. Họa tiết đỏ em còn được size 2 với size 4. Bộ này bữa nay em sale còn 100 đó chị Santa Neo ơi. 100 ngàn một bộ, chất liệu vải thun rất là đẹp. Bộ này là họa tiết đỏ, em còn được bộ size 2 với bộ size 4 các chị. Rồi xanh ngọc. Chị ơi em xả ra là em hết rồi nha. Đơn hàng của chị Nguyễn Thị Hoa Hồng gọi quá trời gọi luôn, gọi 4-5 ngày luôn không có bắt máy chứ. Đơn hàng em gửi tới gọi cho chị có bắt máy đâu mà giao. Gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời luôn. Dạ em không có size 80kg chị Nguyễn Vân ơi. 60kg cao 1m55 trở lên là mặc size 3 nha chị Kim thôi. À, chị Nguyễn Hiền ơi, chị vui lòng chị lên giúp giùm em đúng cái mã đồ nha chị ơi. Em lên là đỏ đô à, và em lên là họa tiết đỏ chứ em không có mã đỏ. Nên là chị lên đúng giùm em 65kg cho em chiều cao luôn. Xanh đen size số 2. Ok xanh đen size số 2 cho chị Ngọc Bích. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã Ngọc đi các chị. Mã Ngọc. Ngọc em còn được size 1, size 2 với size 4. Ủa Ngọc em còn được 1 với 4 chứ không có 2 nha mấy chị. Xanh Ngọc em còn được 1 với 4. Chị ơi chị nói cái câu mà không có ai gọi là em không có chấp nhận đâu nha. Đơn hàng trước khi mà em hoàn về cho cái chị á, bưu tá mà đưa lên hệ thống để xử lý đơn hàng là em gọi cho cái chị ít nhất cũng phải là 2 ngày. Cái ngày đầu tiên em gọi á, là không được thì em sẽ nhắn tin qua ngày hôm sau trước khi mà hoàn về em gọi cho cái chị một lần nữa nha. Đó là không có cái chuyện mà không có ai gọi cho chị đâu chị. 63kg là mặt size số 4 nha, chị Huỳnh Trâm nha. Xanh đen size số 5, xanh đen size số 5 em hết rồi chị. Chị Trang Hà nha, xanh đen size số 5 em hết. Chị Tiết Nhung ơi, ở bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp chứ em không có thời gian để em nhắn tin đâu chứ. Gọi điện chốt đơn trực tiếp chứ em không có nhắn tin ha, bên em không có chốt đơn bằng tin nhắn. Chốt đơn bằng tin nhắn nó mất thời gian lắm chứ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã xanh ngọc nha các chị. Chốt em xanh ngọc em dơ màu lại cho mấy chị ha. À em còn cái bộ này nữa mấy chị.
Sọc trắng em còn được C3, C4 và C5. Cái chị gọi điện, cái chị không có bắt máy, xong rồi cái chị là cứ đổ thừa là không có ai gọi. Trời, trong khi đó là gọi mấy ngày luôn em mới hoàn đơn về. Bưu tá gọi xong rồi đó là cái chị không bắt máy, là em không có gọi cho cái chị liền mà em chờ qua tới ngày hôm sau. Thấy không? Nó cách tầm khoảng 2 ngày, ví dụ như ngày 13 bưu tá gọi cái chị không bắt máy thì qua tới ngày 15 em xử lý đơn, em gọi cho cái chị, không được là em sẽ nhắn tin. Em sẽ gửi cho cái chị một cái tin nhắn là trong vòng 24 giờ cái chị không phản hồi là em sẽ hoàn đơn. Đó, nhưng mà các chị không có phản hồi gì hết qua ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau nếu như mà có thời gian thì em sẽ gọi lại một lần nữa, còn không á là nhưng mà thường là em sẽ gọi lại, em gọi lại một lần nữa thử coi các chị có trả lời không, nếu không trả lời là em sẽ hoàn đơn luôn. Đó, nên là cái chị đẹp nhà em nói không có ai gọi là không có đúng đâu ha. Em là người trực tiếp xử lý đơn hàng cho cái chị nên là không có sót cái đơn nào hết. Sọc 4 em chốt cho chị Tú Phụng. Bộ em mặc giá 100 nghìn một bộ nha các chị. Bộ này là bộ cách tân. Rồi lên giúp em mã xanh ngọc đi các chị. Em giơ lại, em đứng lên cho chị xem. Em đang mặc bộ này là bộ nhí đỏ nha. Lên giúp giùm em mã này là mã nhí đỏ. Dạ em không biết nha chị Tuyết Nhung ơi. Em không biết khi nào có lô hàng mới về thì em like cho mấy chị ha. Còn hàng này lẻ lẻ thì em sẽ sang kẻ vô. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là bộ nhí đỏ các chị. Nhí đỏ hiện tại em còn được 1, 2, 3, 4, 5 ha. Lên giúp em mã nhí đỏ giá 100 nghìn một bộ. Rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em bộ này là họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ hiện tại em còn được C2 với C4. Họa tiết đỏ hiện tại em còn được C2 với C4. Các chị đẹp chốt em họa tiết đỏ. Rất là đẹp luôn, giá 100 ngàn chất thun nha, to giãn 4 chiều. Lên giúp giùm em bộ này là họa tiết đỏ. Em còn được C2 với C4, lên giúp em họa tiết đỏ. Cái này em còn được có vài họa tiết mà nó bị lẻ sai nữa các chị. Nó bị lẻ sai nữa nha. Nó còn không có đủ. Rồi đỏ đô, đỏ đô hiện tại em còn được C3 với C4. Đỏ đô hiện tại em còn được C3 với C4. Nhí đỏ xe số 2. Nhí đỏ xe số 2 chốt cho chị Kim Hồng. Đỏ đô em còn được C3, C4 với C5 cái chị. Đỏ đô em còn được 3, 4, 5. Giá 100 ngàn rất là đẹp luôn. Ôi mặt ở nhà mát rượu luôn các chị. Lên giúp em bộ này là mã đỏ đô ha, đỏ đô. Rồi bộ này lên giúp giùm em là xanh đen. Cái này giúp xanh hay là xanh đen? Xanh đen đúng không? Xanh đen, lên giúp em mã này mã xanh đen các chị. Xanh đen em còn được xe số à. Xanh đen em còn được xe 2 với lại là xe 4. Chị đẹp chốt em mã xanh đen ha, xanh đen em còn được 2 với 4. Chị Hoa 10 giờ ơi, chị lên đúng cái mã đồ em đọc giúp em nha. Em có nhí đỏ rồi họa tiết đỏ rồi đỏ đô nữa, mình lên giúp giùm em đúng cái mã đồ em mới chốt cho mình được. Họa tiết đỏ xe số 4 với chị Dương Phạm. Họa tiết đỏ xe số 2 em chốt cho chị Thùy Trang Dâm. Còn chị lên đỏ không em không biết chị chốt đỏ gì á. Nên là lên đúng cái mã đồ em đọc như chứ. Rồi lên giúp em bộ này xanh đen cái chị. Xanh đen em còn được C2 với lại là C4. Đỏ đô xe số 3 cho chị Hoa 10 giờ. Phải mang gò em còn nha chị ơi. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà mình. Xanh đen em còn được C2 với C4. Lên giúp em mã này mã caro. Caro em còn được C2 với C3. Xanh đen xanh số 3 em chốt cho chị Bảy Đèo. Xanh đen em không có 3 chị Bảy Đèo ơi. Quỷ sơn nha chứ. Quỷ mêu nha. Xanh đen em không có size 3. Xanh đen em chỉ còn size số 2 với size số 4 thôi. Họa tiết đỏ là cái gì? Còn C3 chứ.
Họa tiết đỏ em có C2 với C4, em đọc rõ ràng mà đỏ đô thì còn được C3, C4 và C3 với C4. Thì chị chốt đỏ đô thì em lấy cho chị bộ đỏ đô rồi đó. Xanh đen em không có size số 5 nha chị Thúy Phạm ơi. Caro size số 3 cho chị Hoa 10 giờ. Cái chị lên nghe coi kỹ giùm em nha mấy chị ơi. Các chị lên mã đồ nào em lấy cái chị mã đồ đó và lưu ý giúp em là coi kỹ cái mã đồ nha. Đừng có lộn mẫu này qua mẫu kia. Caro xe số 3 em hết à. Chị Hữu Phát ơi, mang đồ thì em còn nhưng mà chị hỏi em 55kg nữa, nó nhiều mẫu lắm chị, em không có trả lời chị được. Cái 55kg còn nhưng mà em đâu biết chị mua mẫu nào đâu. Mang đồ thì đợi chừng nào em lên thì mấy chị chọn giùm em. Bộ em mặc là giá 100.000 các chị. Chị Bảy Đèo xanh đen xanh số 2 nè. Lộn số đi. Rồi lên giúp em Caro đi các chị. Caro em còn một bộ xanh số 2. Caro xanh số 2 em chốt cho chị Tiền Quỳnh. Xanh số 5 hiện tại là em còn nhí đỏ, em còn vàng nâu. Nhí còn gì đi em. Xanh số 5 em còn vàng nâu, nhí đỏ, sọc, nhí hồng. Em size số 5 em còn được mã sọc nha mấy chị ơi, mã sọc, mã vàng nâu, mã nhí đỏ với lại là mã nhí hồng nha. Nhí đỏ, nhí hồng. Caro size số 2 em hết nha chị Bảy Đèo. Lên với em mã này là mã nhí hồng các chị ơi, 100.000 một bộ. Nhí hồng em còn được C3, C4 và C5, mỗi size còn được một bộ. Lên với em mã nhí hồng. À nhí hồng C3 em còn được 3 bộ nữa. Bộ này em hết C6 rồi chứ đẹp ơi. Không còn bộ nào C6 nữa. Còn được C1 vài bộ, chủ yếu là còn 3, 4, 5. Rồi lên giúp em mã nhí hồng đi. Cái bộ nhí hồng này đẹp nè các chị. Nhí hồng này em còn được C3 ha, C4 và C5. Các chị đẹp chốt em mã nhí hồng. Em xe cho cả nhà mình còn 100.000 các chị ơi. Còn có mấy bộ lẻ lẻ size rồi. Lẻ size lẻ bông. Bộ này là bộ cấp tân nha các chị ơi. Cấp tân bông giúp em nha. Rồi lên giúp em mã nhí hồng. Nhí hồng em còn được C3, C4 và C5. Bộ nhí hồng này ở ngoài họa tiết đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được C1 với lại là C4. Xanh ngọc em còn được C1 với C4 nha cả nhà. Rồi lên với em mã xanh ngọc các chị. Xanh ngọc em còn được 1 với 4. Nhí hồng 5 cho chị Nga Thái. Vải thun nha chị Thị Nguyễn nha. 100.000 một bộ. Bộ cấp tân. Rồi lên giúp giùm em mã xanh ngọc các chị. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 4. Xong rồi em lên bộ thiên mỹ nha các chị. Xong mẫu này em lên bộ thiên mỹ nha các chị nha. Rồi lên giúp em mã này là mã sọc đi các chị. 100.000 một bộ nha các nhà ơi. Sale cho các chị còn 100.000. Mã sọc em còn được C3, C4 và C5 các chị. Sọc em còn được 3, 4, 5 các chị đẹp chốt em mã sọc nha. Em đang mặc là C3 và size 55-60kg mặc 75kg em hết hàng. Bộ này em hết hàng. 52kg cho em chị Cao. 52kg bộ này là mặt size 2 nha. Sọc 5 cho chị Nga Thái. 62. Tên với em mã này là mã sọc với chị. Sọc em còn được size 3, size 4 size 5 nha. 3, 4, 5. Tên với em mã này là mã sọc. Rồi chốt em mã này là mã xanh, sọc xanh. Cái kia là mã sọc không cần này, cái chị lên giúp em mã sọc xanh nha. Sọc
sọc xanh 45kg là mặc size số 1 nha chị ơi. Sọc xanh này em còn được size 1 với size 2. Nhưng mà 45kg chị mặc size 1 nó vẫn còn hơi thoải mái chút xíu. Coi thử coi là mình mặc có nhấn bên lại được không ấy anh? Nhấn bên lại được thì chốt. Em là 1m58, em 49kg, eo em là tầm khoảng 65. Là em mặc cái size số 1 nè, là nó như nè. À, nó hơi thoải mái chút xíu á. Giờ chị nào thích ôm á thì nhấn bên vô, hàng này là hàng có nhấn bên nha các chị. Hai bên trước và hai bên sau. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp em mã này, mã sọc riêu. Chốt em mã sọc riêu nha. Rồi em lên thun mỹ cho các chị nha. Cho chị ba cái bi đó đi, lên lại ba cái bi. Bảy mươi lăm ký bộ đó em hết rồi chưa, nó còn mẫu khác nha. Bộ sọc chị mặc trong sớm khen bộ này đẹp nè. Dạ em cảm ơn chị. Rồi em lên bộ thun mỹ cho các chị nha. Sọc riêu size số 1 cho chị Lê Thảo. Sọc riêu 22 mình còn đúng không còn chị? Sọc riêu 2 cho chị Nhung Lê. Mặn thân mặn ghét nè. Rồi bộ thun mỹ nha các chị ơi. Bộ thun đó là 100 chị. Còn bộ thun mỹ này là em sale cho mấy chị còn 125.000 nha. Thun mỹ rất là đẹp. Thun mỹ hàng xịn nha mấy chị, đẹp nhà em. Nhưng mà tại vì cái bi này em nhập về cái lô sale á là cái bi nó nhiều, nên là ba cái bi này em mới sale cho cái chị đẹp nhà em nha. Em sale cho cái chị. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ bi tím nha. Bộ thun mỹ rất là đẹp luôn. Bộ này em có 3 size. Size 55kg, size 60kg và size 65kg. Các chị lên giúp giùm em là bi tím. Size 3 là 55kg nha. Size 4 là 60kg và size 5 là 65kg. Các chị lên giúp giùm em bộ này, mã bi tím 125.000, chất thun mỹ là em bao đẹp cho mấy chị nha. Chỉ cái gì cái bộ bi này đó là em nhập về trong cái lô sale á, có nghĩa là ba cái bông, ba cái họa tiết bi này là nó nhiều nhất, nên là em sale cho mấy chị giá 125.000 luôn. Em nhận đồ rồi nha chị, cao 1m63 nặng 57kg, mã số 2 vừa đột như in mail. Dạ em cảm ơn chị Kitty Mel. Đúng rồi, hàng xưởng nhà em mà chị mặc 1m57 mà chị cao, ủa quên, chị cao 1m63 57kg là chị mặc size 2 là vừa luôn đó. Còn người là vừa luôn. Rồi bỏ em mặc kia với chị đẹp nhà em. Lấy chị bộ xanh đen 4 về chị mở bên ra chị mặc vừa là vừa. Dạ ok chị Trang Hà. Em chốt cho chị bộ xanh đen 4. Xanh đen 4 nãy mình còn đó. Xanh đen 4. Xanh đen 4 còn. Xanh đen 4 em chốt cho chị Trang Hà. Ok chị. Bộ em mặc là bộ thun mỹ nha các chị, giá 125 rất là đẹp luôn nha. Ở đây là cái cổ của nó như nè. Lên với em bộ này là bộ bi tím các chị, bi tím. Còn thun mỹ nữa thôi. Em rút ra đi. Xe cho mấy chế đi. Em còn thun mỹ thì em còn được có vài mẫu mà mấy chị. Size 3 là 55kg nha, size 4 là 60kg và size 5 là 65kg. Hủy đơn của chị Thùy Trang Dâm đi em, họa tiết đỏ size số 2. Rồi bộ họa tiết đỏ size số 2 em còn, có chị nào lấy không mấy chị? Họa tiết đỏ size số 2, bộ cách tông hồi nãy em còn à. Chị đẹp nào lấy thì lên với em họa tiết đỏ nha, rất là đẹp. Chị Lê Nguyên ơi, Nguyễn ơi, em không có làm bà ba nên là em sẽ không có nhận đơn nha chứ ơi. Em lấy về cho mấy chị rồi mất công trùng mà tông ở nhà rồi nữa mất công đó.
Rồi lên giúp em bộ này nha các chị đẹp nha em. Bi xanh, bi xanh hiện tại là em chỉ còn C4 với C5 thôi các chị. Bi xanh là em hiện tại em chỉ còn C4 với C5 thôi nha, 125.000. Bộ em mặc là mã bi tím. Rất là đẹp luôn. Thun Mỹ là mặc bao thích nha các chị. Rồi em có một cái nữa là bi cam. Bi cam này em còn được C3, C4 và C5 luôn. Bi cam là còn 3-4-5 luôn nha. Cái màu xanh riêu đó hồi sáng chị đẹp đưa quần chị để dưới quần em lên. Lên với em mã này là mã bi cam cái chị, bi cam rất là đẹp. Chốt em bi cam. Lên với em mã bi cam nha, bi cam. Rồi 125.000 em pay cho cái chị 125.000. Thun Mỹ em có ba bộ bi này ha. Rồi Thun Mỹ em lên mẫu khác cho các chị nha, cho chị cái bộ màu da đó chị. Rồi cái này em còn được bộ C3 này. Rồi bộ này nha các chị ơi. Bộ này chất liệu Thun Mỹ luôn à. Thun Mỹ em, Thun Mỹ còn có như này nữa còn không? Chưa còn. Chị Xuân Võ kìa, chị nhận hàng rồi, ưng ý luôn. Dạ em cảm ơn chị Xuân Võ rất là nhiều. Thun Mỹ này là vải, em bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Thun Mỹ này là vải đẹp xuất sắc. Thun Mỹ là hàng cao cấp mà mấy chị, hàng 200 mấy một bộ đó, 240, 220, 240. Cái mà không có ấy là sao năm đó. Rồi em share cho cái chị đẹp nhà em luôn. Cái này em còn em xe cho cái chị 125 luôn nha. Xe 125 luôn. Rất là đẹp cái chị Thun Mỹ nha, cái chị đẹp nhà em, Thun Mỹ của nhà Hiếu Hạnh rất là đẹp. Rồi em xe cho cái chị giá 125 luôn nha, tại cái hàng này em bán em còn lẻ mẫu. Lên giúp em bộ này cái chị, lên giúp em mã số 2 nha các chị ơi. Lên giúp giùm em là 2.3 là 55 kg, 2.4 là 60 kg và 2.5 là 65 kg. Rồi lên giúp em bộ này. Bộ này là chất liệu Thun Mỹ nha các chị, em mặc là hơi rộng, em có 4 mấy ký à. Bộ này là size số 2 là chị, các chị tầm khoảng 52 kg đến 55-56 kg là mặc ok nha. Tầm khoảng 52 kg đến 55-56 kg là mặc size số 3. Size số 4 là cho các chị 60-61 kg và size số 5 là cho các chị 65-66 kg mặc vừa. Rồi các chị lên với em, bộ em đang mặc là mã số 1. Lên với em là 1.3, 1.4 và 1.5. Thun Mỹ nha. Mấy chị vô mấy chị hỏi làm sao không biết giá. Bộ em mặc là mã số 1 nha. Cho cái chị giá 125 luôn.
cotton mịn chứ mua bộ thun Mỹ này chứ mà nó đẹp hơn thun Mỹ luôn. Ủa anh đẹp hơn cotton mịn rất là nhiều. Cotton mịn mà cái form lên không có đẹp bằng thun Mỹ đâu, và chất liệu nó không có đẹp, nó không có thoải mái bằng cái thằng thun Mỹ này chị. Thun Mỹ xịn hơn cotton mịn nhiều. Nếu mà cho em chọn giữa cotton mịn với lại là thun Mỹ, em sẽ chọn thun Mỹ nha các chị. Thun Mỹ rất là đẹp. Cotton mịn nó cũng đẹp nhưng mà thun, so với thun Mỹ thì thun Mỹ nó ok hơn. Rồi chiều em trả đơn cho cô Mai chưa bé? Rồi. Đơn đi rồi nha cô Mai ơi. Dạ không có nha chị Lê Thảo ơi. Chị Hương Nguyễn ơi, đơn hàng ở bên em đã gọi điện cho chị rồi, là đơn đã đi rồi chị nha. Chị chờ giúp em đi. Coi kiểm tra lại giùm em coi bưu tá có gọi cho chị không mất máy không nha. Bữa nay em nhìn sơ qua em thấy còn mười mấy hai chục đơn gì đó gọi không có bắt máy, nhưng mà em chưa có xử lý đơn, đơn đó để ngày mai em xử lý. Cô cotton mịn và tay em không có chứ ơi, em không có nha. Em cân nặng chiều cao đi chị Hương Lê ơi, em không có canh cái dòng eo nha chị ơi, em không có canh cái dòng eo. Mấy bộ thun này các chị chốt, các chị vui lòng cho em cân nặng chiều cao ạ. Đơn hàng gần Tết đi rất là chậm là cái thứ nhất nha các chị ơi, đi chậm hơn ngày thường. Cái thứ hai, đơn hàng bưu tá chạy rất là quá tải, nên là cái chị đẹp nhà em cố gắng có đơn hàng thì để ý điện thoại giúp giùm em ha, để bưu tá gọi cho mình lần đầu tiên là giao được hàng luôn. Còn đơn mà đã lên cái hiển thị cái trạng thái là gọi không bắt máy rồi em muốn mà nhờ giao lại thì bưu tá cũng phải 2-3 ngày bưu tá mới giao lại được. Bé Nguyên em đứng lên em lấy cái cục sạc giùm chị đó đi. Trong cái mâm đó dưới. Bộ em bận là mã số 1 nha các chị ơi. Các chị lên chị kích email qua chị chốt giúp giùm em là 1.3 đi chị. Chốt giúp em là 1.3 nha chứ. Cao 1m65 nặng 70kg, mặc bộ này không vừa chị. Rồi bộ này em có còn một size 3 với size 5 với chị đẹp nhà. Size 3 là 55-56kg ha. Size số 5 là size cho cái chị đẹp nhà em là 65-66kg trở lại mặt dừa tùy chiều cao. Rồi 125.000 luôn, bữa nay em sale cho mấy chị còn 125 luôn. Bộ thun Mỹ rất là đẹp. Lên với chùm em bộ này là mã số 2. Lên với chùm em là 2.3 hoặc là 2.5 với chị. 2.3 hoặc là 2.5 chốt giúp em nha. 2.5 em chốt cho chị Trần Giang. Bữa nay em mua thêm đi chị Trần Giang, bữa nay em lọc lại một lần nữa là hết trơn hàng luôn rồi đó chứ. Còn tự có mấy màu hồng gom vô màu chung luôn hả chị? Ghiêng hai màu nó khác nhau mà. 2.5 em chốt cho chị Trần Giang, 2.3 em chốt cho chị Kích Email là em hết. Cho em cân nặng chiều cao đi chị ơi, vui lòng cho em cân nặng chiều cao đi, đừng có so sánh mẫu này với mẫu kia đó, em không có so sánh được. Cứ lên cân nặng chiều cao rồi em canh mẫu cho mấy chị. 125.000 nha mấy chị. Rồi mã số 2 em hết mấy chị, mã số 2 em hết. Lên cho mấy em bộ này là mã số 3, 3.4, 55 56
56kg đến 60kg mặt vườn. Em có ghim giá ở phía trên đó chị, bộ thun Mỹ theo 125.000 bộ, phí ship 20.000 trên đơn. Lên giúp em bộ này là mã số 3 các chị, 3.4, 55 đến 60kg mặt vườn. Lên giúp giùm em bộ này à, 3.4, lên giúp em bộ này là 3.4. Chị Trinh Nguyễn thuê bao ngày 13 tháng 12 là mới ngày hôm nay. Đơn hàng của chị còn ở dưới, em xuống em gọi chị thử là được không? Nếu như em xuống em lấy điện thoại em gọi thử là được không? Số điện thoại của chị cho bên em nè chị. Số điện thoại là 0335213633, mà hồi chiều bên em gọi là thuê bao không nha chế nha. 3.4 em chốt cho chị Thanh Thúy là em hết 3.4. Cái này là một mỗi bộ, nói ấy nó có một bộ bộ hả? Cái này là lẻ không đúng không? Cái này là đi lắm. Ok, em cho chị mấy cái này lên có sao chứ. Rồi bộ này em toàn được size 4 với size 5 nha các chị. Size 4 với size 5. Bộ em đang mặc 65kg có đó chị Đan Phượng ơi, có size 5 đó chứ. Bộ em đang mặc là mã số 1. Bộ này nè, các chị coi cái kiểu nha. Cái kiểu rất là đẹp. Bộ này em có size 3, size 4 và size 5. Size 3 là 55-56kg, size 4 là 60-61kg và size 5 là 65-66kg trở lại mặt vừa. Đây chị, bộ em mặc là mã số 1 nha. Em có 1.3, 1.4 và 1.5. Thun Mỹ chứ ơi. Trời, thun Mỹ là cái chị mặc cái chị ghiền luôn á. Thun Mỹ mặc rất là đẹp. Rồi, bộ này là mã số 4 đúng không? Bộ này chị mới vô lên, cái chị là mã số 3 đúng không? 4.4 em chốt cho chị Thanh Thúy. Đây là bộ này là 4.4 nha các chị, rất là đẹp luôn. Em có 4.4 và 4.5. 4.4 là 60-61kg trở lại mặt vừa. Và 4.5 là size cho các chị 65-66kg rất là đẹp luôn. Bộ đó hết rồi chị Đan Phượng. Bộ em mới vừa cởi ra em chốt cho khách hết rồi chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi các chị. Chốt em bộ này nha. Đúng rồi, bữa nay em còn được có vài mẫu nữa thôi là em hết cái bộ thun Mỹ này rồi. Cái chị đẹp nhà em chốt đi, em bao đẹp cho mấy chị luôn. 4.4 cho chị chăm chồng là em hết 4.4 nè. Rồi em còn được một bộ 4.5 cái chị. Em còn được một bộ 4.5, 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. Rất là đẹp. Bữa nay em còn được có vài mẫu à. Cái này là giống nhau hết đúng không? Để em lựa hết rồi đúng không? Rồi cái này lên giúp em mã số 5 nè các chị. 4.5 em chốt cho chị Đinh Dung Đinh. Mã số 3.5 là em hết rồi chị Trần Giang. 3.5 là em hết rồi. 4.5 em chốt cho chị Trần Giang, cho chị Đinh Dung Đinh là em hết 4.5. Rồi bộ này 54kg 1m50 hả chị? 54kg 1m50 là mặc gọn người. Nếu mà chị gọn người tí xíu thì chị mặc size số 3 được rồi. Chị Ngọc Yến ơi, eo của em là tầm khoảng nhiêu Quyên? Đây là chị mặc size số 2 được đó chị Ngọc Yến ơi. 4.5 em hết rồi chị Thủy Đoàn ơi. Mình lên giúp em bộ này là mã số 5 đi chị. 5.3, 5.4 và 5.5. 5.3 là 55-56kg trở lại mặt dừa ha. 5.4 5.5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 65-66kg mặt dừa. Đây cái màu này rất là đẹp nè, kiểu rất là đẹp luôn. Mặc size số 3 đó chị Ngọc Yến ơi, ok đó chị. Mặc size 3 được đó. Mã M1, size số 5 em chốt cho chị Lê Loan. 5.4 cho chị Trâm Trần. Ok, 5.4 cho chị Trâm Trần. Ôi, cái này có số 4 không đó? Chứ là cái này không có size 4 chứ. Ủa sao? Vậy hả? Chứ rồi, sorry chứ Trâm Trần nha. Không có 5.4 chứ ơi, nó có 3 với 5 à. 5.5 cho chị Thành Công. Chị đã Thảo Nancy lên giúp em cân nặng chiều cao. Chị ơi, 66kg cao 1m56-57 trở lên mặt vừa size số 5 nha chị Thanh Thúy nha. 70kg bộ này em không có chị.
Mã số 5 em chỉ có 5.3 và 5.5 thôi mấy chị, không có 5.4. Nên là chị Lê Loan không có nha chị Lê Loan ơi. Ủa, mã số 1 chị Lê Loan có nè. Mét 52 là 65kg. Em lấy cho chị bộ số 1 là bộ này nè. Phải không? Số 1 bộ này. Ờ. 1.4. Ừ, 1.5. Ờ, của chị là 1.5. 5.3 cho chị kích tim eo. Ok, chị kích tim eo. 125.000 một bộ chị. Chị Linh Lê quen của mình đó đúng không? Em mua thành avatar này nè. Ok, 5.3 với 5.5 cho chị Linh Lê. 5.3 là chị mặc đúng không? Của em còn không? Còn ở hông của chị nè. Của rồi. Chị bộ là hết rồi. 5.5 cho chị Út Thu Trần nữa là em hết. Thấy mình khác. Ủa? Cái gì C3 hết luôn rồi hả? Hết rồi, một bộ là chị chốt cho chị này nè. Khác. Cái này là một dạt nè, còn cái đó là hai dạt nè. Chưa nãy chị. Vậy là của chị Linh có bộ số 3 à? Đúng rồi, của chị Út Thu Trần là không có. Chị Út Thu Trần em lấy cho chị cái kiểu này được không? Không có tay dài rồi chứ Linh Lê ơi, hết trơn tay dài rồi. Tay dài hôm bữa cái like đầu tiên em like là em lựa cho chị hết luôn rồi đó. Tay thứ hai gì đó là hết trơn luôn đó. Chị Linh Lê em lấy cho chị bộ này được không? Này chị Út Thu Trần. Ừ? Không còn bộ nữa. Chị Út Thu Trần ơi, chị Út Thu Trần với chị Linh Lê em lấy cho hai chị hai bộ này được không? Bộ hai bộ này size số 5 nè, cái màu nó giống nhưng mà cái kiểu nó khác tí xíu. Ok thôi chị. Ok, em chốt cho chị Linh Lê nè, chị Linh Lê ok rồi đó bác. Nè. Rồi chị Út Thu Trần ơi, em chốt cho chị bộ này được không? Bộ này size số 5 nè, 65kg. Chị Út Thu Trần lấy thì ok giúp em nha, còn nếu chị không ưng thì cái bộ kia em hết nha chị, hết trơn rồi em tưởng đâu là hai bộ này nó giống nhau mà cuối cùng nó khác, kiểu nó khác. 67kg phải gọn người mới vừa chị ơi, 5.3. Em chốt cho chị Lạc Lạc. Là em hết. Bộ em đang bận là mã số 1. Chị Bích Thủy ơi, chị lên giúp em là 1.4 đi chị. Chị đi lên 2 bộ em là bộ 5.5 nè. Không, ờ đúng rồi. Ừ, mở 5.3 nè. Rồi chốt đây mới chốt cho bà nè. Ủa, cái bộ chị đang mặc là 5.3 là chốt rồi hả? Ừ. Trời, dạ, rồi vậy là chị Lạc Lạc không có. Chị tưởng đâu còn bộ chị đang mặc. Hết trơn rồi, rồi cuối cùng em thông báo lại nha. Chị Lạc Lạc không có, chị Út Thu Trần không có, chị Trâm Trần không có. Mã số 5. Chị Nhung Lê 1kg là xưởng hầu lô. Chốt bị lộn, em nhìn nó giống giống nhau không mà tưởng đâu còn. 1kg là xưởng. Một lạp xưởng là một bịch là nửa ký nha chị, tỉnh tỉnh nha. Một bịch là một túi vậy là nửa ký chị. Chị 52kg cao 1m54. 52kg cao 1m54 là mặc size số 3. Chị Mỹ Lệ mặc size số 5 nó bự dữ lắm chứ. Ok, rồi vậy là em chốt bộ đó cho chị Trần Giang. Ok chị Trần Giang. Cho chị Trần Giang bộ này. Ok chết nha. Rồi tiếp tục nha các chị. Cái này đưa lên cho chắc ăn đi. Cái này em có một bộ số 4 và hai bộ size số 5 các chị. Lên giúp giùm em bộ này là 6.4 và 6.5. 6.4 là size cho các chị 56kg ha. 56, 57kg đến 61. 60, 61kg mặt dừa. Và 6.5 là cho các chị đẹp nhà em là tầm khoảng 61, 62kg đến 65, 66kg mặt dừa. 6.4 em chốt cho chị Thoa Nguyễn. Rồi em còn 6.5 các chị, 6.4 em có một bộ à. Lên với em là 6.5 chất liệu thun Mỹ. Em bao đẹp cho mấy chế luôn, về không đẹp trả lại cho em. Bộ này em bán 150 đó, hôm nay em sale cho mấy chị còn có 125.000. 6.5 em chốt cho chị Bích Thủy. 6.5 cho chị Hồng Thấm. Rồi em hết, hết mã số 6 nha các chị. 6.4 em hết cả nhà ơi, 6.4 em hết.
hả đấy. Này có 3 4 5 không? Có 2 bộ. Mỗi cái là nó 10 nè. 10 cái. Cái này em có bộ 3 với bộ 5 đó chị. Trứng muối là 170 đúng rồi chị. Truyền thống là 155. Trứng hầu lô là 160. Còn 150. Một túi mà em hút chân không cho cái chị đó là nửa ký. Rồi lên giúp giùm em bộ này 7.3 với 7.5 với chị. 7.3 với 7.5 rất là đẹp luôn. Lên giúp em bộ này. 7.3 là 55kg và 7.5 là 65kg. Chị Mỹ Lệ là ok size 3 nhé. Size 3 là chị chốt mã số mấy vậy chị? Chị chốt mã số mấy vậy chị ơi? Chị lên mã đồ giúp em nha chị Mỹ Lệ nha. Em mới lấy cho chị được 7.5 cho chị thành công. Ok chị. 7.5 em hết, em còn 7.3. 7.3 size 55kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa. 7.3 cho chị Mai Lan. 55kg cao 1m55 trở lên giúp em nha. Chị nào thấp người thì 53kg trở lại. Rồi cái này em có bộ 4 với bộ 5. Lên giúp em bộ này là 4. 8.4 và 8.5 cái chị. 8.4 và 8.5. Size số 4 của bộ này là tầm khoảng 56-57kg đến 60-61kg mặt vừa. 46kg cao 1m55, eo 69. Mặt bộ này bị rộng chứ ơi. Mặt bộ này bị rộng, chị về chị chịu điều chỉnh lại thì em chốt. Bộ này lên giúp em mã số 8 với chị. 8.5 cho chị Trần Giang, 8.4 cho chị Tho Nguyễn là em hết. Bộ này em có 2 bộ size số 5, lên giúp em mã số 9. 9.5 cái chị, 9.5 em có 2 bộ. Size 61-62kg nha, đến 65-66kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 9.5. Có 2 bộ 9.5, rất là đẹp. Mã số 8 em hot rồi, lên giúp em mã số 9 cái chị. 9.5 em có 2 bộ. 9.5 cho chị Trần Giang một bộ, em chốt cho chị Đan Phượng một bộ rồi là em hết. Rồi mã số 10 em có 2 bộ size số 5 luôn. Mặc size số 4 nha chị Thí Dung Phan ơi. Mặc mẫu này chị mặc size số 4 giúp em nha. Rồi lên giúp em bộ này cái chị, 10.5 em có 2 bộ. Size 61-62kg đến 65-66kg mặc dù. Chốt giúp dùm em bộ này là 10.5 rất là đẹp luôn. 10.5 em có 2 bộ. 10.5 em chốt cho chị Trần Giang một bộ. Nếu 651kg mặc bộ này bị rộng như chị Minh Thúy ơi. Rồi 10.5 cho chị Thanh Thúy là em hết mã 10.5. Cho chị bộ đó đi đó. 11 cái nhà ơi, 11. Bộ này mã số 11, em có 11.3, 11.4 và 11.5 rất là đẹp luôn. .3 là 55kg nha, .4 là 60-61kg và .5 là size cho cái chị 65-66kg. Rồi lên giúp dùm em bộ này là màu vàng đồng đó chị. Lên giúp em bộ này 11.3, 11.4 và 11.5 rất là đẹp luôn. 11.3, 11.4 và 11.5 cái chị. .3 là 55kg nha, .4 là 60-61kg và .5 là 65-66kg. Rồi, chị đọc em rút nha bé Thầy Nguyễn. 11.4 cho chị Thoa Nguyễn. 11.4 cho chị Thanh Thúy. 11.4 cho chị Trâm Trần. 11.5 cho chị Thành Công. Hết rồi chị Mỹ Lệ ơi, hết chơi mã số 5 rồi chị. 11.3 cho chị Mai Lan. 11.4 cho chị Lạc Lạc. 11.4 cho chị Lạc Lạc. Ủa chị Lạc Lạc hồi nãy là Lạc Lạc cho em cân nặng chiều cao nha. Khách mới mà nãy giờ em thấy là chốt hai size khác nhau rồi. Cho em cân nặng chiều cao. Em mới lên đơn cho chị được nha.
hàng này hàng em đã sale rồi, không có hỗ trợ đổi trả nữa, tới mất công là không có vừa rồi không có lấy hàng rồi mất công như chết. Rồi 11.5 em chốt cho chị Thúy Nguyễn, 11.4 em chốt cho chị Tâm Lý, 125.000 một bộ, chị em có liên giá hết trơn á. 11.5 cho chị Nguyễn Đương. Size số 5 của bộ này là 60-65kg mặt giường. Một bộ là 125.000. Thun Mỹ, rất là đẹp luôn các chị. Lên với em bộ này mã số 11 nha. 11. Đẹp lắm mấy chị. Nói chung là Thun Mỹ em chờ biết bao nhiêu lâu mới có cái lô Thun Mỹ sale cho mấy chị. Tại vì Thun Mỹ này bình thường các chị mua nó cũng là cả 100-200 là rẻ ha. Rồi bộ này lên với em mã số 12. 12 em có một bộ size 4 và hai bộ size 5. 11.5 chị Trần Giang có nha chị ơi. Lên với em mã số 12. Em có 12.4 với 12.5. Các chị nhìn cái màu nó không có giống nhau đâu mấy chị nha. Em lọc màu ra hết cho mấy chị rồi nha. Phân màu ra hết rồi đó. 11.5 cho chị Thủy Đòn. Là hết rồi đó. Chị Linh Lê, các chị có đơn ngày mai nhớ để điện thoại với em nha. Chị 12.5 cho chị Thúy Nguyễn, 12.5 cho chị Trần Giang, rồi em hết mã số 12. Ống rộng hả chị? Ống rộng chiều em like còn được có mấy bộ thôi chị. Ống rộng chiều mình like còn mấy bộ đúng không? Size 4 nha chị Lạc Lạc ơi. Ok, mẫu này là chị mặc size số 4 nha. Rồi. Tại hàng sale nên là em chốt tỷ nha chị ơi, để mấy chị đẹp ngày em mặc không vừa mất công. Rồi, cái này em có size 3 với size 4 rồi các chị. Em có size 3 với size 4 nha. Size 3 của bộ này là 55-56kg nè. Và size số 4 là 60-61kg trở lại cái chị đẹp nha. Vừa lên với em bộ này mã số 13. 13 nha các chị ơi, 13. Rất là đẹp luôn. Em có 13.3 và 13.4. 12.4 còn không? 12 em hết rồi chị Thiệt Phương ơi. 12 em hết rồi, 11 thì em còn nha. 13.4 cho chị Thanh Thúy. Bộ này đẹp nè mấy chị, bộ này chỉ đẹp. Cái chị mặc là không có thấy cái này đâu nha, tại em mặc cái áo re, cái cổ nó cao lên. Còn cái chị mặc áo ngực thì nó sẽ ôm vô bình thường, rất là đẹp. 13.4 cho chị Dương Phạm. 13.4 cho chị Duy Thiên. Dạ không có nha chị Thúy Nguyễn ơi, không có rồi chứ. 4 còn bộ nha. Rồi em còn bộ 4 với bộ 3 cho mã số 13 nè các chị. Em còn 13.3 với 13.4 nè các chị ơi. 13.3 với 13.4. Mai em có bộ cổ bao lăng tông tay dài về cho mấy chị nha. Nếu như mà kịp thì em sẽ like buổi trưa, còn nếu không thì em sẽ like buổi tối. 13.4 cho chị Duy Thiên có rồi chứ. Rồi cái này em có size 3, size 4 và size 5 luôn. Lên với em bộ này là mã số 14, 14.3, 14.4 và 14.5 nha chị. 14.3, 14 và 5 với em 225 nha. 13.4 em chốt cho chị Kim Anh một bộ là em hết. 1 ký là xưởng hầu lô cho chị Duy Thiên, ok chị. Mười bốn chấm năm cho chị Út Thu Trần. 14.4 em chốt cho chị Tho Nguyễn. Rồi em còn 14.3 thôi mấy chị. Em còn 14.3 thôi ạ. 14.4 em hết rồi chị Thì Nguyên Phan đây. Mười bốn chấm bốn mình còn bộ nào hết rồi đúng không? Con bộ
14.4 em hết rồi, em còn 14.3. 14.3 em còn 2 bộ 55-56 ký trở lại mặt giường. Vải mango hả? Tôi chị làm 14.5 vậy. 14.5 cho chị Út Thu Trần, 14.4 cho chị Thoa Nguyễn là hết rồi. Chị có 14.4 thì chỉ có một bộ thôi à. À, 14.4. Dạ không vừa chị Trần Kiều ơi, bộ này size số 3 là nó 55-56 ký trở lại là tối đa chị. Còn chị cao và chị gọn người á thì 58 ký chị phải cao 1m6. Nhưng mà thường em canh nằm 55-56 ký hả? À. Còn 57 ký, 56 57 ký là phải cao tí xíu mặt mới vừa. Sợ mặt nó hơi bị ôm á nha. Bị ôm. 14.3 cho chị Di Thiên. Cái này không có ben nha chế. Cái này không có ben nha chị Di Thiên ơi, chị Di Thiên có lấy không? Hàng này là hàng không có ben nha. Hai cái ben sau này á, là tháo ra là tháo luôn cái like ở phía dưới nè. Tháo luôn cái like nè. Nhưng mà ben của nó cũng không có được nhiêu chân á. Nên là chị có quyết định chị lấy không, gọn người mặc mấy vừa. Chị nào 57-58 kg là phải gọn người và cao 1m57 trở lên nha. Còn size 5 không à các chị? Mango em còn nha chị ơi. Nhưng mà mango khối là hôm bữa em lên hết rồi đó chị Nguyễn Hồng. Chị Di Thiên có lấy không chị Di Thiên ơi? Tại vì thường cái bộ đó em canh 55-56 ký trở lại là tối đa hả chị? Rồi bộ này là em chỉ còn size 5 thôi, các chị lên với em mã số 15. 15.5 các chị. 15.5 nha. Chớ em bộ này là 15.5 rất là đẹp luôn. Size cho cái chị đẹp nhà em là 61-62 kg, 65 kg mặt dừa. 566 kg. 15 em chốt cho chị Linh Lê một bộ. Cổ sơ mi rất là đẹp nha mấy chị, mấy bộ này cái chị mặc đẹp và lịch sự lắm nha. Mười lăm chấm năm cho chị Lê Loan một bộ. 125.000 bộ thun Mỹ, em sale cho cái chị 125.000 nha. Thun Mỹ là bao xịn nha các chị ơi, bao xịn và bao đẹp. Lên với em mã số 15 nha các chị. 15. 15.5 em chốt cho chị Trần Giang một bộ. Rồi lên với em mã số 16. 16.3 em còn được một bộ. 345. Hả? 345. Còn 345 luôn hả? Dạ. Em còn 345 luôn các chị. Đưa ra có một bộ, thử đâu có một bộ một. 16. Dạ không, bộ ống rộng tối nay không có lên chứ ơi. Ống rộng hồi chiều em lên rồi, em còn có mấy bộ à. Cái chị em còn ống rộng cao cấp, cái chị có muốn coi thêm lên mẫu đó cho. Còn mẫu đó thì còn nhiều đó, cái chị dễ mua hơn. Còn bộ kia còn có mấy bộ rồi chứ. Không có màu tối chị. Bộ này em hết chân màu tối rồi. 15.5 em chốt cho chị Thùy Phương, ok chứ. Đồ mango em còn ở đây nè mấy chế, còn ở đây nhiều lắm nè mà size nhỏ không à. 16.5 cho chị Đinh Dung Đinh một bộ. 16.3 cho chị Dung Lê một bộ. Em cảm ơn chị Hồng Gắm Phan. 16.3 hết. Rồi em còn 16.4 với 16.5 đây các chị. Bộ này nè rất là đẹp luôn. Bộ màu da. 16.4 em chốt cho chị Lạc Lạc. Rồi em còn 16.4 với 16.5 cả nhà ơi. Em còn 16.4 với 16.5 nha. Chốt em bộ này à. Màu da nó là đẹp. 16.5 cho chị Hồng Thấm. Còn không ấy? Dạ. Còn còn. 16.4 cho chị Thanh Thí. Không, em không có thun Mỹ ông bác chứ.
trang quần lên. Cái này em có bỏ số 5 chứ chị. Là như em bỏ này mã số 17. Là như em 17.5 chứ chị đẹp nhà em 17.5. 60 đến 65 kg mặt dừa, lên với em bộ này là 17.5. Em có một bộ 17.5 nha, em có một bộ. Mua về để dằm mặt mới chớ hơn 125.000 rồi bạn. Em 17.5 em có một bộ nha. Dạ 1m68 em không có bảo đảm được cái chiều dài của mẫu này chị Nguyễn Liên ơi. 17.5 em chốt cho chị thôi luôn. Bộ dập ly em còn một ít nha chị ơi, nhưng mà tối nay chắc không có lên bộ dập ly nè. Xong cái này em sẽ lên cho cái chị bộ ống rộng, chị bộ ống rộng cao cấp đi ha. Lên với em 18 cho chị 18.5 luôn. 18.5 cái chị đẹp nha, em có một bộ luôn. 18.5 em còn được một bộ. 18.5 size cho cái chị 60-61kg nha, đến 65-66kg mặt dừa. Lên giúp dùm em bộ này là mã số 18. 18.5. Mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 19. 19.5 luôn cái chị đẹp nhà em ơi, 60-65kg mặt dừa. Còn có một bộ duy nhất là đẹp lắm luôn á. Lên với em 19.5 nha, 60-65kg chị nào 65kg, 64-65kg thì cho mấy 56-57 trở lên giúp em. Lên giúp em bộ này là 19.5 cái chị 19.5. Đẹp lắm luôn. 19.5 cho chị Nguyễn Thúy Quyên. 19.5 em hết. Cái này có size mấy? 3-5. Cái này em có size 3, size 4 và size 5. Lên giúp em 20.3, 20.4 và 20.5. Chú em bộ này mà 19 em hết rồi, 19 có một bộ không chị? Lên giúp em bộ này mã số 20 chứ chị. Em có 20.3, 20.4 và 20.5. Vừa size số 4 nha chị ơi. Nhưng mà cái chiều dài quần thì em không có bảo đảm là cái chị dài nha. Tại vì khắp nhà em có nhiều chị mét 65 thì mặc vẫn được, còn có số chị thì mặc rồi chơi ngắn như này kia. Em không biết là mấy chị mong muốn cái chiều dài, cái chân của mấy chị dài ngắn gì nó khác nhau á. Nên là em không có bảo đảm được cái chiều dài đâu ạ. Ví dụ như chị nào 1m55 đến 1m62, 63 thì ok. Thường 1m62 thì ok. 20.5 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. 20.4 cho chị Lạc Lạc. 46kg mặt rộng chị. Lên với em bộ này mã số 20 đi các chị. Bộ này rất là đẹp luôn nè các chị. Khó với cổ lên rất là đẹp ha. Vải với mạng này là vải mango, mà mango xịn luôn á. Nó rất là mướt. Lên với em bộ này mã số 20. Em có 20.3, 20.4 và 20.5. Lên với em bộ này là 21.5. 60-65kg mặt dừa. Lên với em bộ này là 21.5. Chị nào 63, 64, 65kg thì cao trên 1m55 giúp em nha. Cao trên 1m55 nha cả nhà. Còn chị nào 50, 51, 52, 53 thì tầm khoảng 63kg trở lại, 63kg trở lại. Lên giúp em 21.5 rất là đẹp luôn. 21.5, 21.5 cho chị Linh Lê. 21.5 cho chị Linh Lê là em hết. Rồi 22.5 luôn. Bộ này rất là đẹp. 22.5. Lên với em bộ này là 22.5 cả nhà. 22.5 em có một bộ luôn. 60-65kg mặt dừa. Cho chị Linh Lê.
Chà bông là em có một loại một á chị Nguyễn Thúy Quyên ơi, còn cái hộp của nó, cái nắp màu gì cũng được hết á chứ. Là nó có một loại là nhiều khi nhầm cái đợt hộp á, hộp màu đỏ, hộp màu xanh nữa. Còn có cái chà bông là em bán có một loại một à. Có nha chị ơi, chà bông là em có 22 em hết chứ chị, 22 em hết. À, em chuẩn bị hai ngày, em chuẩn bị em về cơm cháy đó, nên là cái chà bông nó sẽ về một lượt luôn á chị. Chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà mình ơi. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em là 57kg ha. Bộ này là 57-58kg đến 63kg mặt giường. Lên với em bộ này là mã số 23 cả nhà ơi. Bộ này là 57-58kg đến 63kg, 63-64kg trở lại. Nói chung là dưới 65kg. Lên với em bộ này nha, rất là đẹp luôn. Lên với em bộ này mã số 23, tầm khoảng 57-58kg đến 63-64kg. Chốt em mã số 23 em chốt cho chị Linh Lê. Ok chị Nguyễn Thúy Quyên, em chốt cho chị một hũ, 500g. Thường là em về cơm cháy thì em sẽ về luôn cái chà bông cho các chị. Cái này đa số em còn size bự nha chị ơi. Cái bộ lẻ lẻ này còn size bự không ạ? Rồi 61-62kg đến 65-66kg mặt vừa. Lên giúp chị em bộ này là mã số 24, 24.5 các chị, 24.5. 24.5 nha các chị ơi, còn được bộ rất là đẹp luôn. 24.5 các chị đẹp cho rất giúp chị em. Em còn được một bộ 24.5. trở lại mặt giường. 25.3 55kg trở lại mặt giường các chị. 25.3 24.5 cho chị Thoa Chương. 25.3 giúp em cả nhà mình ơi, 25.3. 24.5 em hết chứ. Lên giúp em 25.3. Cái bộ này cái màu đậm hơn cái màu em đang mặc nha các chị. Chốt em bộ này mã số 26. 26.5. 26.5 giúp em các chị. 60-61kg đến 65-66kg mặc dừa. Lên với em bộ này là mã số 26.5. 26.5 giúp em. Đây cái bộ này mới đẹp nè. 27.4. 56kg đến 60-61kg mặt giường. 27.4. Em còn có một bộ à. 27.4 đó chị, 27.4. 27.4 cho chị Tho Nguyễn. 27.4 em hết. 28.3 cả nhà mình ơi. 28.3 em có một bộ. Đẹp quá. 55kg trở lại mặt dừa. Bộ này tầm khoảng 52kg đến 56kg chị. 52kg đến 56kg lên giúp em bộ này 28.3. 28.3 cả nhà mình ơi, 28.3. 27.4 em hết rồi chứ. 28.3 giúp em ha, 28.3. 28.3. Đây, bộ này đậm hơn bộ em đang mặc luôn. 29.4. 56kg đến 60-61kg mặc giường. 29.4. 29.4 giúp em nha, 29.4. 125.000 một bộ chất phong mỹ. 29.4. 30.5. 30.5 các chị, 30.5 rất là đẹp. 30.5 nha, 60-61kg đến 65-66kg mặt giường. 29.4 cho chị Bàn Mai. 30.5 giúp em các chị, 30.5.
30.5 ạ. 30.5 em chốt cho chị Linh Lê. 30.5 em hết. 31.5. 31.5 cái chị rất là đẹp luôn. 31.5. Em có một bộ. 29.5 em, 29.4 em hết rồi. Lên với em là 30.5. Đẹp quá. 30.5 giúp em nha, 30.5. 6162 ký đến 6566 ký mặt giường. 30.5. Rồi, ổ qua 31.5 ký lộn. Xin lỗi, 31.5, 32.5. Bộ này là 32.5. Bộ hồng đất hồi nãy là 31.5. Rồi, 32.5 luôn các chị, 32.5. Giúp em luôn. 33.5 giúp em luôn. 60 đến 65 kg mặt dừa, chị nào 63 64 65 kg thì cao trên 1m55 giúp em nha. Bộ này cái form nó gọn thôi. Rồi lên giúp em bộ này. 33.5. Rất là đẹp. 33.5 nha, chị nào thấp người thì bộ này tầm khoảng 62 63 kg trở lại nha các chị. 33.5 cho chị Đinh Dung Đinh. 34.5. 34.5 giúp em cả nhà, 34.5. Rất là đẹp luôn. 31.5 còn không em? 31 còn. 31.5 cho chị Lê Lon. 34.5 cả nhà, bọn này 34.5. 34.5 cho chị Thành Tâm. 34.5 em hết, 35.5. 35.5 giúp em cả nhà, 35.5. 35.5 chị bình luận sao nha, chị Trần Giang nha, mạng của chị chậm đó chị. 35.5 giúp em cả nhà, rất là đẹp luôn. 35.5 em có một bộ, 35.5 cho chị Út Thương Trần. 36.3. 36.3. Rồi nãy giờ mới có một bộ màu đỏ. 36.3, 5556 ký trở lại mặt dừa. 36.3 cả nhà. 36.3, 35.5 em hết rồi. 36.3 cho chị Linh Lê. 37.5 là em hết với chị nha. Bộ này mẫu thì lên chưa biết. Em gọi thôi. Ở mặt 37.5 các chị. 37.5. Em có một bộ. 6162 ký đến 6566 ký mặt giường. Lên với em bộ này 37.5 rất là đẹp luôn. 37.5 cả nhà. 37.5. 37.5 em chốt cho chị Út Thun Trần. Rồi là em hết cả nhà mình nha. Rồi em hết rồi đó các chị, hết thun Mỹ rồi đó. Em thấy mấy cái bộ bi đó đẹp sao mấy chị không chốt? Cái bộ bi tím, bi xanh với lại là bi cam đó. Bộ bi đó em sale còn 125 luôn đó, rất là đẹp luôn á. Rồi em lên tiếp cho các chị bộ mango phối Paris nha. Em lên cho các chị bộ mango phối Paris đi các chị. Lên mình về.
gần đó, nhiều khi mạng nó nhắn qua chưa có kịp á chị. Em đọc tên em bấm chưa của chị là có rồi đó. Nhiều khi hệ thống nó gửi qua chưa kịp á. Đây cái màu bi cam này là nói chung nữa. Em không có màu tối chị Hồng cắm phan ơi. Thun Mỹ là nó không có màu tối chị. Ví dụ như cái quần của nó màu đen thì cái áo của nó cũng khói như này cái kia lên ấy. Nó không có màu đen. Không có màu tối nha. Rồi em lên cho các chị bộ mango phối vào riết nha cả nhà. Có size 75kg nha chị Tạ nha. Mango phối Paris. Mango phối Paris hôm nay em sale cho mấy chị không có hỏng mình sao còn như mấy 115 hả? 125 hả? 125. Rồi, mango phó vào riết hôm nay em còn vài mẫu luôn, em sale cho mấy chị còn 100 ngàn một bộ. Sale lỗ luôn mấy chứ. Em sale xả kho cho mấy chứ luôn. Em bảo là mấy cái hàng này hết hàng luôn rồi mấy chị, hết hàng luôn. Không có còn hàng nữa. Mấy mối em về làm gì em kiếm lô Thiên Mỹ em về cho mấy chị. Em không có về hàng mango phối Paris nữa. Đây là còn lại bao nhiêu em xe cho mấy chị luôn nha, 100 nghìn một bộ. Hàng này là hàng 200 mấy, 300 mấy đó mấy chị. Dạ còn lại mấy mẫu xe luôn. Mango phối Paris giúp em nha, xe 100 nghìn. Rồi bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc là size cho cái chị 55kg tới 60kg mặc vừa. 55kg tới 60kg mặc vừa. Em sale cho cái chị áo 100 ngàn luôn. Cái chị coi kỹ rồi cái chị chốt nha. Thun Mỹ em còn size 4 chị ơi. Nhưng mà bây giờ em đã qua mẫu rồi nha. Em đã qua mẫu khác luôn rồi. Rồi lên giúp dùm em bộ này cái chị. Lên lại giúp dùm em mã này mã số 1 nha cái chị. Mã số 1. Em là 1m58 nha. Em 48-49kg. Em đang mặc bộ này là size số 4. Đây size số 4 của bộ này á, là chị nào 60kg thì cao 1m56-57 trở lên giúp em. Còn chị nào thấp người thì 57kg trở lại. Lên giúp dùm em bộ này là mã số 1. Lên giúp em bộ này mã số 1 nha. Cái chị chất rất là đẹp luôn. Hàng mặc lên nhìn cái form là cái chị biết nó khác. Nó thấy khác liền thấy không. Mặc dù em mặc không có đúng size em nhưng mà nó vẫn đẹp. Mã số 1 em chốt cho chị Quỳnh Tiết Huỳnh. Mã số 1 cho chị Vinh Trần. Rồi mã số 1 em còn bộ nữa các chị. 100 ngàn hôm nay em xả cho mấy chị là giá 100 ngàn là hết giá luôn rồi đó. Không có size của chị như chị Sang Hoàng ơi. Chị chốt là giờ chị phải sửa. Rồi lên giúp giùm em bộ này mã số 1 các chị. Mã số 1. Số 1 cho chị Hoa Trần một bộ là em hết. 60kg cao 1m57 trở lên. 56-57 trở lên giúp em nha. Cái áo thì nó coi dễ nhiều nha chị. Lên cho em bộ này mã số 2 cái chị. Mã số 1 em hết. Mã số 2 size cho cái chị 60kg trở lại luôn. Lên cho em mã số 2. Mã số 2 em có một bộ. Lên cho em bộ này mã số 2 60kg trở lại mặt giường. Chốt em mã số 2. Mã số 1 em hết rồi cái chị. Chốt em mã số 2. 55kg đến 60kg. Chị nào 58, 59, 60kg cao trên 1m55 giúp em. Chị nào thấp người thì 57kg trở lại. Rồi lên giúp dùm em bộ này là mã số 2. Rất là đẹp luôn, bộ beo. Chốt em bộ này mã số 2 các chị. Khoan xíu nữa một tên chị. Bộ beo này rất là đẹp nè các chị. Chốt em bộ này mã số 2 nha các chị ơi. Mã số 2. Còn ở trong làm sao đó. Rồi
Rồi mã số 2 em chốt cho chị Lạc Lạc. Bộ này đẹp quá chị. Số 2 em chốt cho chị Lạc Lạc. Mã số 3. Mã số 3 em còn được size 55kg và size 60kg. Các chị lên giúp giùm em là 3.3 và 3.4. Chốt giúp em 3.3 và 3.4 cả nhà. 3.3 là 55kg ha. Và 3.4 là size cho các chị 55 đến 60kg. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi, các chị chốt đi, bộ này đẹp lắm. Mang gỗ. Các chị em thấy, các chị thấy em mặc cái form quần lên là các chị biết nó đẹp rồi, nó suông. À. Form lên rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp giùm em bộ này các chị. 3.3 em chốt cho chị Linh lên. Rồi em còn 3.4 nha các chị ơi. Em còn 3.4, 3.4 em được 2 bộ. Chị Trang Huyền lên giúp em cái size nha chị ơi. Mã số 3 nhưng mà size số mấy? 3.3 em hết, em còn 3.4. Bộ 3.3 chị đang mặc. 3.4 là size cho cái chị 55-60kg. 3.4 em chốt cho chị Lạc Lạc. Các chị chốt hàng sale nhiều nhớ cọc cạc giùm em nha. Nhớ cọc cạc giùm em rồi đi đơn nha mấy chị. Để mai xuống dưới mắt công lằn nhằn xả ra xả vô mấy chế nha. 1m50 mà 48kg là mặc size số 3 nha chị Ngọc Vui chờ Trinh Thị nha. Size số 3. Rồi cái này áo màu đỏ này là hàng resize nè các chị. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em nha. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em là tầm khoảng 52kg đến 57-58kg mặc dù 55kg thì mặc size số 3. Em hết rồi nha chị ơi. Rồi bộ này 52kg nha cái chị. 52kg đến 57-58kg mặc dù. Lên giúp em bộ này là mã số 4. Hàng này là hàng không có size. Cái bộ này thì không có size nha. Thường là áo màu mà lên quần đó thì nó lên quần họa tiết thì nó sẽ không có size. 52kg đến 57kg. Các chị đẹp chốt giúp giùm em bộ này là mã số 4. Chốt em bộ này là mã số 4. Các chị mã số 4. Nói luôn rồi đúng không bé? Lên giúp em bộ này mã số 4 nha các chị. 52kg đến 57-58kg mặc vừa bộ này. Lên giúp em bộ này là mã số 4. Chốt em mã số 4 các chị. Áo này các chị có thể làm lấy làm áo lẻ cũng được. Nó giống như cái áo thun của mình vậy đó chị. Chị vải giùm em 3.4 thì em lấy nha chị. Em còn bộ này. Chốt thì lên giúp em là 3.4. Mang gồ khói bò riết nha các chị ơi. Em xem cho các chị còn 100 nghìn một bộ nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 4. 52kg đến 57-58kg mặc dừa. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Mã số 5. Lên giúp giùm em bộ này là 5.4 các chị. 55kg đến 60kg mặc nhựa. Năm chấm bốn em có 2 bộ. 3.4 bộ đó đó phải thị. 3.4 cho chị Trang Huyền. Mã số 4 em chốt cho chị Ken Ba Nguyễn. Mã số 4 em chốt cho chị Linh Lê. Năm chấm bốn cả nhà. Bộ em đang mặc cái áo này là mã 5.4. Chốt em 5.4 nha. Quá đẹp luôn. 5.4, 55kg đến 60kg mặc dù. Lên giúp em là 5.4. Rất là đẹp. 5.4 nha các chị ơi, 5.4. 5.4 em có 2 bộ, 55kg đến 60kg mặc dù. Đến 55kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 6.3. Chớ em 6.3. Cái chị 6.3.
5.4 em chốt cho chị kích email. 50 đến 55 kg mặt dừa lên giúp em bộ này ạ. 6.3. 6.3 cái chị rất là đẹp luôn, 6.3. 5.4 cho chị Nguyễn Hồng là em hết. 6.3 size cho cái chị 50 đến 55 kg mặt dừa. 6.3, 5.4 em chốt cho chị Nguyễn Hồng là em hết ạ. Cái này em có size 3 với size 4. Lên giúp em 7.3 và 7.4 các chị. 7.3 là 55 kg trở lại và 7.4 là size cho cái chị đẹp nhà em 60 kg. Rồi lên giúp em 7.3 và 7.4. Nguyên em xẻ giùm chị nửa trái khóm nha Nguyên. Đây. Mày không uống nước đá, mày uống nước nóng. Giọng quá trời. Mai em đã bầu. 7.3 cho chị Nguyễn Hồng. Rồi em có 7.4, em có 7.3 với 7.4 nữa nha mấy chị. Lên với em bộ này rất là đẹp nha các chị ơi. Bộ này ngoài đẹp lắm á. Rồi em có 7.3 là 55kg và 7.4 là size cho các chị 60kg. Em có 7.3 với 7.4. Cho em bộ này mã số 7 nha các chị, 7.3 với 7.4. 6.3 cho chị Mỹ Lệ. 8.3 cả nhà mình ơi. 8.3. 50 đến 55 kg mặt dừa. 50 đến 55 kg trở lại mặt dừa lên với em bộ này là 5.5. Ủa 8.3. 8.3 đúng không? Bộ này 8.3, 50 đến 55 kg mặt dừa. Chốt em bộ này là 8.3. Cho chị Mimi. 55kg đến 60kg mặt dừa lên giúp giùm em là 9.4. 9.4 các chị, 9.4. 9.4 55kg đến 60kg mặt dừa lên giúp em bộ này là 9.4. 9.4 các chị, 9.4. 55kg đến 60kg mặt vừa lên giúp em 9.4. Cùng một like thì mấy bạn nhà em sẽ tự dồn, còn khác like thì chị nhắc mấy bạn nha chị ơi. Khi nào mấy bạn gọi điện chốt đơn thì chị khác like thì chị nhắc mấy bạn, còn cùng một like mấy bạn nhà em tự dồn cho. Rồi bộ này nha các chị đẹp nhà em. Bộ này 50-52kg đến 57-58kg mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 10. Chốt em bộ này mã số 10 các chị, mã số 10. Bộ này tầm khoảng 52kg đến 57-58kg mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 10 ạ. Mã số 10, em có hai bộ. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 10 nha, mã số 10. Chốt em mã số 10 ạ. 52kg đến 57-58kg mặt dừa. Chốt em mã số 10. Mã số 11. Đến 65kg mặt dừa lên với em bộ này mã số 11. Đến 65kg mặt vừa lên với em bộ này mã số 11. Đẹp quá. 60 đến 65kg mặt vừa cho em mã số 11. Lên với em bộ này mã số 12. 55kg trở lại mặt dừa. Mã số 11 em chốt cho chị Chi Trinh. Không có
phong thủy. Bữa giờ kiếm màu vàng phong thủy không ra. Mã số 12 cả nhà ơi, mã số 12. 12 là 55 kg trở lại mặt dừa, 12. 12 chốt cho chị Kitty Timel. Chốt em bộ này mã số 13. 60 kg trở lại mặt dừa. Em không có size 2 nha chị Nguyễn Lương ơi. Thun Mỹ là em có từ size 3 trở lên. Size 3 là 55 kg trở lại đó chị. 55 56 kg trở lại. 45 kg em không có chị. Mấy bộ này 45 kg mặt rộng. 55 kg đến 60 kg mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 13. Bộ beo đỏ này rất là đẹp. Chốt em bộ này mã số 13 cho chị 13. 13 nha, 55 kg đến 60 kg mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 13. 13 cho chị Ken Ba Nguyễn. Lên giúp em bộ này mã số 14. Đến 65 kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 14. Đến 65 kg mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 14 đó chị. Mã số 14. 100.000 một bộ mango phối Boris đó chị đặt em. Chốt em mã số 14. 53 kg là mặt size số 3 đó chị. Size 3 là tương đương với size 2 đó. Rồi lên giúp em bộ này mã số 15. 50 đến 55 kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 15. 15 nha các chị. 15. 50 đến 55 kg mặt dừa. 50 đến 55 kg mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 15. 53 kg là bộ đó mình mặc size 3 chị, cái bộ đó size 2. Size 3 của thun Mỹ là nó bằng với size 2 đồ thun nhà em nha. Em đọc 55 kg trở xuống là các chị hiểu rồi đó. 53 kg là mình mặc vừa rồi. Rồi lên giúp em bộ này mã số 16. Mấy bộ này đẹp nè, sao mấy chị không chốt? Đá quá trời sáng luôn, đá rất là đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số 16. Ủa cái này 16 đúng không? 7.3 em hết nãy giờ rồi chị Hồ Phan Hoài Thương. 7.3 hả? 7.3 còn không? Bi cam xe số 3 cho chị Nguyễn Nương 125.000. Chị ơi chị chốt 7.3 là bộ này đúng không? Chị Phan Hoài Thương. Khách mới nè, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. Phải bộ này không chị? Lên với em bộ này 16 với chị, rất là đẹp luôn. 16. Size cho các chị 50 kg đến 55 56 kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 16. Bộ này là mã số 16 của chị nha, 16. 16 thì chị Lê Tuyền. 7.4 em hết rồi chị ơi. 16 thì chị Lê Tuyền. Còn không? Còn. 7.4 cho chị Viên Trần. Ok chị Viên Trần em còn. Lên giúp em bộ này 17.3. 17.3 giúp em mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chốt em 17.3, 55 kg trở lại mặt dừa. 17.3, 16.3 em hết. Lên với em 17.3 nha. 17.3, 55 kg trở lại mặt dừa. 17.3
18.4 55 đến 60 kg. 18.4 chị, 18.4. Năm mươi lăm ký đến 60 ký mặt dừa 18.4. Cái bộ 17.3 đẹp lắm á, 17.3 cho chị Kitty Mel. Mười tám chấm bốn cả nhà ơi, size 55 ký đến 60 ký mặt dừa. Mười tám chấm bốn nha. Rồi lên giúp em bộ này 18.4, 55 kg đến 60 kg mặt dừa. Bộ này họa tiết đẹp nè. 18.4, chốt em 18.4. Cho chị Chi Trinh là em hết. Hai mươi chấm bốn 55 kg đến 60 kg mặt dừa. Bộ này mà không chốt nữa thôi luôn nha mấy chị. 20.4 55 kg đến 60 kg mặt dừa. 20.4 55 kg đến 60 kg mặt dừa. 20.4 20.4 cho chị Huỳnh Tiết Huỳnh. Chị nào 60 kg, 59-60 kg, cao 1m55-56 trở lên giúp em nha. 60 đến 65 kg mặt dừa, lên giúp em bộ này 21.5. 21.5, 60 đến 65 kg mặt dừa, 100.000 một bộ, các chị đẹp nhà em sale 100.000 một bộ. Lên giúp em bộ này là 21.5. 21.5 cái chị, 60 đến 65 kg mặt dừa, rất là đẹp luôn. Cái bộ này đá nó đẹp dữ lắm luôn, cái đá này nó không có rớt đâu mấy chị. Đá này không rớt mà nó rất là sáng nha. Cái bộ này đẹp quá chừng luôn mấy chị, không chốt. 61, ở quên 21.5 nha, 60 đến 65 kg mặt dừa. 22.5, 22.4 nha. 22.4 mấy chị. 55-56 kg đến 60-61 kg mặt dừa. Lên với em bộ này 21.5 cho chị Kim Hiền. 22.4 chị, 22.4. Size cho cái chị đẹp nhà em 56-57 kg nha. Bộ này 56-57 kg đến 62 kg mặt dừa. Lên giúp giùm em là 22.4. 22.4 giúp em với chị. Chị Chi Trinh ơi, ở bên em gọi điện chốt đơn nha chứ ơi. Gọi điện xác nhận đơn được em mới đi nha. Mấy chị thông cảm giúp em đi ạ. Mấy hàng sale, mấy hàng này mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn hết. Cái đó quy định ở bên em mà, mấy chị thông cảm. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 23. 23.3, 55 kg trở lại mặt dừa. 23.3 cái chị, 55 kg trở lại mặt dừa. 100.000. 23.3 nha.
23.3 em chốt cho chị Mimi. Em có 23.4 luôn mấy chị. 23.4 55kg đến 60kg mặt giường. Em có 23.4 luôn nha. Rồi mã số 24. Bộ này đẹp. 51 52kg đến 57 58kg mặt giường. Lên giúp em bộ này mã số 24. Em còn bộ 23.4 nữa nha, 55kg đến 60kg mặt giường. Bộ này 52kg đến 57 58kg mặt giường. Lên với em bộ này mã số 24. Chốt em bộ này mã số 24 nha các chị. Rồi, chốt em bộ này mã số 25. Chốt em bộ này mã số 25-24 cho chị Hiền Nguyễn. Chốt em bộ này mã số 25 các chị. 25 57kg đến 62kg mặt giường. Bộ beo xanh. Lên với em bộ này mã số 25. 24 em hết. Chốt em bộ này mã số 25 các chị. 25. Em có size 4 với size 5 cái chị. Size 4 là size cho cái chị 56 57kg đến 62kg mặt giường. Và size số 5 là size cho cái chị tầm khoảng 62 63kg ha, đến 65 66kg mặt giường. 24 em hết rồi chị đang mặc. Chốt giúp em bộ này là mã số 26, 26.3. 55kg trở lại mặt giường rất là đẹp luôn cái chị. 55kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 26. 26.3 cái chị đẹp chốt giúp giùm em 26.3. 55kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này mã số 26 nha. 26. 55kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 26. Rồi, chốt em bộ này mã số 27. 55kg đến 60kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 27. Cả nhà ơi, 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 27. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 27. Tới 65kg mặt giường. Chốt em bộ này mã số 28. 27 là bộ nào đó. Bộ đó 55kg đến 60kg. Chị Lê Tuyền ơi, chị 55kg chị cao bao nhiêu? Chị mặc hơi thoải mái tí xíu đi chị được không? Bộ này 60 đến 65kg mặt giường. Lên giúp em bộ này mã số 28. Bộ này quá đẹp luôn rồi mấy chị. Chốt em bộ này mã số 28 nha. 60 đến 65kg mặt giường. Chốt em mã số 28. 28 cho chị Trung Nguyễn. Bộ mã số 27 là 55kg đến 60kg. Chị Lê Tiền có lấy không lấy thì em chốt. Tại hàng sale rồi nó mới chị chốt kỹ giùm em nha. Lên với em bộ này mã số 29 cả nha. 60 đến 65kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 29. 28 cho chị Trung Nguyễn rồi nha chị ơi. Chốt em bộ này mã số 29. 60 đến 65kg mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 29. Ok chị Lê Tiền lấy ha. Hàng sale chốt kỹ nha mấy chế ơi. Rộng là em không có hỗ trợ đổi nữa nha. Chị khi là hàng lỗi thôi nha mấy chị. Lên với em bộ này các chị, mã số 29. 60 đến 65kg mặt giường. Chị Phan Hoài Thương ơi, nãy giờ cái bộ của chị em hỏi chị nãy giờ chị im ru rồi, em qua mất tiêu rồi. Em hỏi chị bộ 7.3 là bộ đó phải không? 49kg là mặt rộng, chị chịu không? Chịu thì em chốt.
29 cho chị Linh Anh. Chốt em bộ này là mã số 30. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 30. 100 ngàn một bộ các chị. 55kg đến 60kg mặt vừa. Bộ này 60, 62kg trở lại. Lên với em bộ này là mã số 30. Chốt em bộ này mã số 30. Bộ này tầm khoảng 56, 57kg đến 62kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. Lên với em bộ này là mã số 30. Rất là đẹp. Chốt em bộ này mã số 30 các chị 30. Cho chị mấy bộ bi xanh nữa. Ba mươi mốt. Bảy chấm ba và 24. Chị đồng ý lấy đúng không chị ơi? Đồng ý về có rộng thì tự bóp vô giùm em, tự chỉnh sửa nha chị Phan Hoài Thương. Em lấy cho chị một bộ 7.3 mã 24 mình còn rồi đó. Em hết rồi nha chị Phan Hoài Thương ơi, em chỉ chốt cho chị được một bộ 7.3 thôi nha chị. Em chốt được cho chị bộ 7.3 thôi. Bộ này là mã số 30 hả bác thầy? Dạ. 30 em chốt cho chị Canbo Nguyễn. Lên với em bộ này là mã số 31 cả nhà. 31. 31.3. 31.3 size 55kg trở lại mặt dừa. Bộ mi xanh này rất là đẹp. Ba mươi một chấm ba 55kg trở lại mặt dừa các chị. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 33 của anh. 31.3 30 em hết à. 31.3 giúp em chị ơi. 32.4 55 đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này 32.4. 32.4 giúp em cái chị. 32.4 size cho các chị 55kg đến 60kg mặt dừa. 32.4 giúp em ha. 32.4 55kg đến 60kg mặt dừa. 32.4 lên giúp giùm em là 33.3. 33.3 các chị. Bộ này 55-56kg trở lại mặt dừa. Bộ beo nâu rất là đẹp luôn. Bộ này 55-56kg mặt dừa. Chị Thảo Nguyễn không có mã số 30 nha chị ơi. 30 em chốt rồi. Lên với em bộ này là mã số 34 rồi đó. 33.4, 33.3 các chị ơi. 33.3 nha. À, 33.3 giúp em nha. Rất là đẹp luôn. 55kg trở lại mặt dừa. Lên với em 34.3 luôn các chị. Cổ sơ mi rất là đẹp. 34.3 giúp em. 34.3 cái chị. 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này 34.3. 35.3 55kg trở lại mặt dừa luôn. 35.3 55kg trở lại mặt dừa luôn các chị. Lên với em 35.3. 34.3 em chốt cho chị Ken Ba Nguyễn. Chị
chị Canbo chốt cho nhiều người hả chế? Chốt cho chị nhiều người lưu ý giúp em nha, hàng này hàng em sale nha, chốt kỹ giùm em nha. Chị Vũ Lam khách mới lên cân nặng chiều cao kèm số điện thoại giúp em chị. 35.3 em chốt cho chị Hiền. Bộ này đúng không? 33, 34. 33.3 em chốt cho chị Lương Sòn. Khách mới vui lòng cho em cân nặng chiều cao nha cả nhà ơi. 35 em chốt cho chị Hiền và em hết. 33 là 33.3 2.4 đó. 3. 3. Ok. Chị Vũ Lam ơi, 33 em không có size 4. 33 là 33.3 nha chị ơi. Không có chấm 4. Cái chị đẹp nhà em chốt kỹ nha. Em thấy có nhiều chị chốt rất là nhiều size nha mấy chị ơi. Hàng sale là ngày mai xuống dưới xả đơn là em không có chấp nhận nha. Không chốt đó thì xả liền ở trên live giùm em để em chốt cho mấy bạn, cho khách khác nha mấy chị, để xuống live rồi xả ra xả vô mất công lắm nha. Mẫu này là chị mặc size số 4 nha chị Vũ Lam nha. Đồ thun thì có thể chị mặc size 3 nhưng mà mẫu đồ này thì chị mặc size 4 giùm em. Lên giúp em bộ này là 36.3 cả nhà. 36.3 55kg trở lại mặt giường. Nha, 55kg trở lại mặt giường. Chị đẹp chốt em bộ này. Rất là dễ thương. Lên với em bộ này là 36.3 cả nhà. 36.3 55kg trở lại mặt giường. Chốt em bộ này 36.3. Và 37.4. 37.3 và 37.4 các chị, chấm 3 là 50kg nha. 55kg chứ chấm 4 là 60kg. Lên với em bộ này 37. 37.3 và 37.4. Rất là đẹp. 37.3 và 37.4. Chốt cho chị kích tim em. 38.3 và 38.4 38.3 và 38.4. Và 38.4 các chị đẹp chốt em bộ này nha. 37.3 cho chị Trang Huy. Ủa 37.3 rồi, 37.4. 37.4 không ạ? À? 37.4. 37 em hết 3 rồi chị Trang Huyền ơi, em còn 4 nha chị ơi. Chị Vũ Lam lên lại giúp giùm em số điện thoại chứ ơi. 38.4 chị Vũ Lam lên giúp em số điện thoại. Gọn người mặc mới vừa nha chế. Mấy 62 nặng 62kg nha, gọn người giùm em. Em còn 38.3 nha mấy chị ơi. Bộ này là 38.3 rất là đẹp luôn. 39 nha chị.
39.3 và chấm 4 luôn. Rồi à, ok chị Vũ Lan. Em còn 39.3 và 39.4. Em còn 39.3 và 39.4 nữa chị ơi. Lên với em bộ này nha. 39.3 và 39.4. Ba chín chấm ba chốt cho chị kiếp tim em. Rút cái cục này đi bé này. Ba mươi chín chấm ba em hết rồi chị Phan Hoài Thương ơi. Còn không ấy? À 39.3 cho chị Phan Hoài Thương. Rồi em có 40.4 và 40.5 nữa là em hết nha mấy chị ơi. Em 84-86 mặt ôm mấy chị Vũ Lam ơi, xả cái hộ của chị Vũ Lam nha. 40.4 em chốt cho chị Nguyễn Hồng, em xả cái bộ của chị ra nha chị Vũ Lam. 40.5 cho chị Linh Lam. Lên với em bộ này nha các chị. Chốt em bộ này là 40.4 và 40.5 rất là đẹp luôn. Bộ này mặc rất là sáng nha mấy chị ơi. Lên với em là 40.4 và 40.5 mấy chị. Rồi em hết nha các chị ơi, hết mango phối vào riết rồi đó. Đơn này sáng mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn nha các chị. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp giùm em nha. Em tạm ớt cái like này nha. Chút xíu em lên cho các chị cái like mới. 40.4 cho chị Trang Huyền. 40.4 cho chị Dương Phạm. 40.5 cho chị Thùy Linh Phạm. Để chị mặc cái này. Bốn mươi chấm bốn em hết rồi chị ơi, em còn chấm ba ở quên chấm năm thôi. Rồi em ớt cái like này, em hẹn cái chị 20 phút sau em lên cho cái chị cái like mới nha. Cái like mới em lên hàng khác nha các chị.